có những giấc mơ thật lớn, ta có những ước mơ thật to, ta có những khát khao thật rộng, vẽ nên một bức tranh tự do. Ta lấy cuộc sống làm mặt giấy, ta lấy trải nghiệm làm mực cỏ, ta thấy gì cứ việc họa nấy, cân đo đong đếm mặc họ. Tử tế, tử tế, tử tế, luôn nhắc trong đầu mình như thế, sợ quên nên thôi đâm sâu cổ, cay đắng gì bằng khổ không qua. Có người thì nghĩ nó là B, có người thì rằng nó là C, thôi thì nhường hết tao về D. Là về đâu? Về đích trước hay sau cũng được, cũng được. Mày trước tao sau cũng được, cũng được. Ok, từ từ tao lướt, mất bao lâu cũng cược. Hành trình không phải là hành hình, thành hình thành tài và làm mình.